Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Rồi tin nam em tiếp tục chinh chiến tại Miss Grand Việt Nam sau khi dừng chân ở top 10 Miss World, thực hư ra sao? Mới đây vòng sơ khảo Miss Grand Việt Nam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chính thức diễn ra. Nhiều người đẹp nổi tiếng như Chí Nguyễn Bình Châu, Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương tới ghi danh. Đáng chú ý, nam em cũng xuất hiện tại vòng casting của cuộc thi. Sự xuất hiện của cô khiến khán giả ngỡ ngàng, ngơ ngác, hoài nghi chinh chiến sắc đẹp thêm một lần nữa. Thậm chí nam em được giới thiệu là thí sinh tiếp theo ngay tại trung tâm khu vực casting. Cô tiến vào bằng những bước catwalk, đứng trước ban giám khảo hô to: Nguyễn Thị Lệ nam em, vừa muối Tiền Giang. Tuy nhiên được biết nam em xuất hiện tại đây chỉ với mục đích cổ vũ, chúc mừng ban tổ chức và các thí sinh mà thôi. Cô cũng mang theo nặng hoa tươi thắm gửi tặng trưởng ban tổ chức cuộc thi. Nam em sinh năm 1996 là người đẹp nổi tiếng showbiz Việt. Cô từng tham gia nhiều đấu trường sắc đẹp với những thành tích đáng kể như Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Vừa qua người đẹp ghi danh Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô lần lượt được đặt cách vào top 20 và top 10 chung cuộc bằng hai giải phụ người đẹp truyền thông, người đẹp được yêu thích nhất. Tuy nhiên nam em sau đó không thể có tên trong top 5 ứng xử. Nam em cũng từng tiết lộ lý do cô bất ngờ đăng ký tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 sau nhiều năm không thi sắc đẹp, vì đây là cuộc chiến cuối cùng, là cơ hội để nam em truyền động lực cho những ai đang phải đấu tranh với bóng tối giống như cô. Nam em khẳng định cô không muốn lo những sai lầm trong quá khứ ra để khán giả thương cảm và mong sẽ được mọi người bỏ qua những dại khờ ngày trước. Ngoài ra, tại Miss Grand Việt Nam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 mới đây cũng xảy ra một sự cố có 102 khi ban tổ chức công bố danh sách những thí sinh lọt qua vòng sơ khảo. Một tình huống hy hữu đã diễn ra. Thí sinh Phương Dung, vô danh 103, khóc lớn khi bị loại khỏi cuộc thi. Ngay lập tức, người đẹp đặt nhiều câu hỏi để chất vấn ban tổ chức và giám khảo. Cô thắc mắc lý do bị loại dù đã nỗ lực chuẩn bị. Trước thắc mắc của thí sinh, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022, cho biết Phương Dung còn nhiều thiếu sót về kỹ năng và hạn chế hình thể. Cô không nhận được sự đồng thuận từ ban giám khảo. Tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 yêu cầu cao về ngoại hình, chiều cao, kỹ năng. Buổi sơ khảo là để chọn các thí sinh vào vòng 2. Trong một cuộc thi, có người đi tiếp và có người dừng lại. Những bạn được chọn nhận sự đồng thuận cao từ các thành viên ban giám khảo. Dung cũng chưa đạt được các tiêu chuẩn như các thí sinh khác, bà Phạm Kim Dung cho biết. Tuy nhiên, thí sinh mang số danh 103 tỏ ra không hài lòng với phần trả lời của ban tổ chức. Không một tiêu chuẩn chung nào đối với tất cả phụ nữ. Mỗi người sinh ra, họ đều có nét đẹp riêng. Mỗi cá nhân đều có quyền thể hiện nét đẹp của mình, Phương Dung cho biết. Tiếp lời nhà thiết kế Đỗ Long cho biết, anh không hài lòng về trang phục mà Phương Dung mặc trong buổi sơ khảo. Trang phục của Dung hiện không phù hợp với hình thể. Nếu không tin, Dung có thể xem lại bộ ảnh chụp để có thể hiểu rõ hơn, nhà thiết kế nói. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.